Các bạn đang nghe truyện đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư ở đây trên kênh TV Audio CV. Chương 622, làm sư phụ, ai mà chẳng muốn tốt cho đồ đệ của mình. Ánh mắt của Long cử cực dừng lại trên người thẩm an tại, đánh giá một phen rồi gật đầu. Tuy không biết các hạ là người nào nhưng nghĩ cũng là cơ duyên của hậu nhân mộ dung, vất vả rồi. Thẩm an tại chấp tay, không nói nhiều. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nhận nhau. Còn việc hắn có thể nhìn ra mình là hồn thể mượn thân thể của mộ dung thanh vân để ra tay thì rất đơn giản. Tổ cảnh bác phẩm nào có thể đấu với hoàn cảnh, bách lý tiền bối hiện tại tình hình thế nào, trong tộc vẫn không có ai giúp hắn sao, Ngọc Phong lúc này lên tiếng, thẩm an tại cũng nhìn sang. Long cửu cực nghe vậy thì thở dài, nói cho cùng, có người cho rằng chúng ta là người từ hạ giới đến, cướp mất tài nguyên của bọn họ là người bản địa mà sinh lòng đố kỵ, giờ đồ đệ của ta gặp nạn, mặc dù tộc trưởng bạch xà đang hết sức tranh thủ cho hắn nhưng kim ô tộc là đại tộc trong linh tộc vẫn không cho tộc nhân giúp đỡ đồ đệ của ta vậy lôi lão kiếm tổ bên kia ngọc phong nhíu mày có chút lo lắng với tình hình hiện tại của bách lý nhất kiếm đến lúc đó đối đầu với lôi lão kiếm tổ chắc chắn sẽ chết long cử cực im lặng sau đó ánh mắt nhìn về phía xa chậm rãi lên tiếng nếu ngươi không lấy được cực đạo chi khí ta còn một cách để giải quyết cách gì ngọc phong hơi mừng hỏi lại lão phu thay hắn đi ứng chiến tuy là cực cảnh nhưng ta toàn lực ra tay chưa chắc không thể làm hắn bị thương có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài bấy lâu nếu thật sự không được ngươi hãy đưa đồ đệ của ta rời khỏi linh tộc cái này ngọc phong nhíu mày cái gọi là toàn lực ra tay e rằng phần lớn là liều mạng nếu không thì một hoàn cảnh sao có thể làm bị thương được cực cảnh đại tôn được rồi phân thân này của ta không giống với thuật hóa thân càng xa khỏi bản thể thì tiêu hao càng lớn. ở trong sát hải người phải hết sức cẩn thận. Long cử cực giơ tay lên cắt ngang lời muốn nói của hắn, thân hình trở nên hư ảo. lời nói vừa dứt hắn nghi ngờ nhìn thẩm an tại, sau đó biến mất tại chỗ. Long lão tiền bối vẫn như vậy, thà dùng tính mạng của mình để kéo dài thêm vài tháng cho bách lý tiền bối, nhưng nếu bách lý tiền bối biết được thì ôi ngọc phong thở dài, lắc đầu không thôi. làm sư phụ ai mà chẳng muốn tốt cho đồ đệ của mình nếu đổi lại là đệ tử của ta gặp phải hiểm cảnh này ta cũng vậy thẩm an tại hơi cảm thán chậm rãi lên tiếng lúc đầu hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà thôi nhưng dần dần hai chữ sư phụ trong lòng hắn cũng trở nên khác biệt giống như đối với mộ dung năm xưa nghe tin mình chết mở tiệc mời thiên hạ chặt đầu đưa tang sư phụ và đồ đệ từ trước đến nay không chỉ là truyền đạo thụ nghiệp sư như phụ đồ như tử Nghe lời thẩm an tại nói, Ngọc Phong gật đầu thật sâu, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng Ngọc Tâm Lan, ánh mắt có chút ảm đạm. Hứa Thiên Diệp đứng dưới chân núi, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người trên hư không từ xa, đôi mắt đục ngầu khẽ động, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ là trong lòng gợn sóng. Làm sư phụ, ai mà chẳng muốn tốt cho đồ đệ của mình trên đời này, thật sự có sư phụ tốt như vậy sao, nhưng sư phụ của mình lại hắn ngẩn đầu nhìn bóng lưng của thanh niên đạp gió trên không. Trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Lắc đầu, rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên bình thản, bay lên phía trước chắp tay hành lễ. "Sư phụ." Thẩm An tại hơi quay đầu lại, nhàn nhạt lên tiếng, "Không phải đã nói chỉ được dùng thần hành phù để quay về sao? Đệ tử lo lắng cho Thiên Diệp Tông, lo lắng cho, sư phụ, xin sư phụ trách phạt." Hứa Thiên Diệp hơi cúi đầu, như đang chờ đợi trừng phạt. Thẩm An tại lắc đầu, "Có ta ở đây, Thiên Diệp Tông sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi chớ hoảng, đã có, nói đến đây, hắn dừng lại, sau đó chuyển lời, không nói những chuyện này nữa, ngươi mau chóng quay về lĩnh ngộ thần hành phù, với tư chất của ngươi, trong vòng nửa năm hẳn có thể nắm được nhập môn, đến lúc đó ta sẽ truyền cho ngươi một đạo hỏa độn phù. Vâng. Thứ Thiên Diệp gật đầu, lại quay người vội vàng bay đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt thẩm an tại lóe lên. Từ khi nhận nhau đến giờ, Mặc dù đối phương đã gọi mình bao nhiêu câu sư phụ, hắn cũng chưa từng tự xưng là vi sư. Bởi vì hắn không nhìn thấy được tình cảm sư đồ trong ánh mắt của Hứa Thiên Diệp, mà là có chút phức tạp, không biết hắn đang giấu chuyện gì. Được rồi, chuyện ở đây tạm thời đã xong, thao phệ bị Long lão tiền bối đánh thương thân thể, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại, người ta có thể chuẩn bị thật tốt, sau Tết sẽ lên đường đến Đao vực. Vâng. Ngọc Phong gật đầu. Đao vực thịnh sự sắp diễn ra, một năm sau lên đường, hẳn là vừa kịp. Một năm này, ngươi ở bên cạnh ta, ta dạy ngươi luyện đan. Thẩm tiền bối, ta giới hạn của một người, không phải do thiên phú quyết định. Thẩm an tại phất tay ngắt lời, nhìn hắn, thiên phú chỉ là viên gạch ngưỡng cửa trên con đường tu luyện, cơ duyên vận may là đèn lồng trên đường nhưng những chông gai trên đường, đều cần phải dùng nỗ lực để sang bằng. Nếu nỗ lực, có lẽ còn có cơ hội, nếu không nỗ lực, vậy thì thật sự không có cơ hội thẩm an tại bình tĩnh nhìn cái chết của ngọc trưởng lão ta biết đối với ngươi là đã kích rất lớn nhưng ngươi đã hoang phế nhiều năm như vậy nếu cứ tiếp tục như vậy ngươi không sợ nàng từ dưới đất chui lên túng lấy tay ngươi mắng ngươi vô dụng sao ngọc phong hơi sững sờ cười khổ thẩm an tại nhìn bầu trời dần dần bình lặng trở lại nhẹ giọng lên tiếng đứng lên đi người từ thiên huyền giới chúng ta đi ra sao có thể dễ dàng cúi đầu như vậy ít nhất cũng phải cố gắng một lần đầu rơi máu chảy đã ánh mắt ngọc phong khẽ động cực đầu thật sâu. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, tại sao Mộ Dung Thiên lại có thành tựu như ngày hôm nay, tại sao Mộ Dung Thiên lại kính trọng thẩm Tiền Bối đến mức như vậy. Tuân theo lời dạy của Tiền Bối, Ngọc Phong hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi, kiên định hơn nhiều, dường như trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Một bên khác, Linh tộc. Bên ngoài một hồ nước, Long Cử cực từ từ mở mắt, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng. Sư phụ Bên Ngọc Phong xảy ra chuyện gì sao, tiếng nói truyền đến từ phía sau. Long cử cực quay đầu lại. Bách lý nhất kiếm so với trước đây, đã trở nên già dặn hơn nhiều, cằm mọc thêm ít râu trắng, đôi mắt cũng trở nên sắc sảo hơn. Vẫn là áo bào vàng tóc trắng, khí chất phi phàm. Chỉ là thân thể hắn lại hư ảo đến mức có thể nhìn thấy lầu trúc phía sau, đã nhạt đến cực điểm, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào, ẩn ẩn còn có tia chớp chạy qua. Không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi vẫn chưa khỏe hơn sao long cử cực lộ vẻ lo lắng bách lý nhất kiếm nhẹ lắc đầu bị thương ở bản nguyên có thể duy trì hồn thể đã là không dễ muốn khôi phục hoàn toàn tùng tu thân thể e rằng ít nhất phải mất gần trăm năm nếu có thể tìm được thêm vạn năm hồn một long cử cực thở dài vạn năm hồn một khó tìm biết bao năm đó ta cũng không biết thẩm an tại lấy từ đâu ra nơi duy nhất có hồn một chính là trường tịch lâm kia nhưng năm đó tên ngốc mộ dung thiên kia lại nhổ cả gốc hồn thụ than ôi bách lý nhất kiếm nói tuy lắc đầu nhưng trong lời nói không có ý trách móc mộ dung thiên làm mọi chuyện cũng chỉ là muốn tìm sư phụ của hắn mà thôi sư phụ người nói hồn phách của thẩm an tại hiện tại sẽ ở nơi nào bách lý nhất kiếm đột nhiên mở miệng hỏi long cử cực hơi khựng lại lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết nhưng mà hôm nay ta lại gặp được hậu nhân của tên nhóc mộ dung Ngọc Phong gọi ta qua, cũng là có người ở hoàn cảnh truy sát, trừ một người ra, mộ dung gia đã bị diệt rồi. Ừm, nghe vậy, sắc mặt bách lý nhất kiếm đột nhiên sắc bén hơn mấy phần, kiếm khí tỏa ra, bên bờ hồ lập tức nổ tung sóng lớn ngập trời. Là ai ra tay, yêu tộc? Hừ, to gan thật, xem ra năm đó tên nhóc ngốc kia vẫn giết yêu quá ít, đợi ta khôi phục, nhất định phải đến yêu tộc một chuyến, sắc mặt bách lý nhất kiếm âm trầm, từ sau khi ra khỏi thiên huyền giới, bọn họ vẫn luôn không đội trời chung với yêu tộc. Mộ dung thiên càng dết lên tận tầng thứ 13 của yêu tộc, gần như dết sạch hống tộc, nếu không phải đế giả ra tay thì trong ba ngàn thế giới sẽ không còn hống tộc tồn tại nữa. Không ngờ sau khi mộ dung thiên biến mất, bọn chúng lại còn dám tìm đến hậu nhân của mộ dung gia gây phiền phức. Ngươi có bản lĩnh gì chứ, nếu không phải ngươi cố tỏ ra bản lĩnh thì giờ này sao lại ra nông nổi này, trước lo cho bản thân mình đi, Long cửu cực uống một mụn rượu, hơi trách móc mở miệng, ánh mắt bách lý nhất kiếm hơi trầm xuống đạt đến cực cảnh đã là không dễ nếu thực sự muốn giết vào yêu tộc thì ít nhất cũng phải có cảnh giới bất hủ mới có vốn liếng vẫn chưa có tin tức gì về tên nhóc mộ dung và cảnh tuyết sao hắn trầm giọng mở miệng không có tên nhóc đó sau khi vào huyết tế chi lộ thì không thấy ra nữa mà con đường đó cũng không biết bị ai chặt đứt cảnh tuyết nha đầu kia vì tìm mộ dung thiên nên nhiều năm cũng không xuất hiện long cử cực lắc đầu sau đó như nhớ ra điều gì lại nói, nhưng mà đệ tử thứ ba của thẩm an tại, mấy hôm trước ta có nghe được một số lời đồn có thể là hắn. Lời đồn gì? Bách Lý Nhất Kiếm truy hỏi. Đao vực bên kia một nghìn năm trước từng xuất hiện một đao tôn bí ẩn, ma khí rất nặng, nghe nói lúc đó bị người của ma đạo truy sát, lúc đó ít nhất có mười vị bất hủ, sau đó không ai nhìn thấy bọn họ nữa, cũng không biết ai sống ai chết. Đao tôn bí ẩn, Bách Lý Nhất Kiếm cao mày, vì sao lại cho rằng là thiên nhạc, tôn giả bên ma đạo dùng đao không phải là ít, hơn nữa thiên nhạc mặc dù có một trái tim giết chóc nhưng cũng không thể nào xa vào ma đạo được. Bởi vì lúc đó hắn vác một cổ quan tài, mà người của ma đạo truy sát hắn, hình như cũng là vì cổ quan tài đó. Quan tài Bách lý nhất kiếm lộ vẻ nghi hoặc Long cử cực nghiêm túc mở miệng, người quên mất cảnh tuyết năm đó đã làm gì rồi sao, người trước hơi sững sờ, cao mày suy nghĩ rồi do dự mở miệng. Mượn lực sinh tử phù của chính nguyên, cưỡng ép dùng thân xác xuống hồn hải khiến cho pháp tắc sinh tử của chính vực hỗn loạn năm đó vì chuyện này mà chết không ít người đúng vậy long cử cực chậm rãi gật đầu ánh mắt hơi sâu người chết nếu hồn phách chưa tiêu tan thì rất có thể sẽ để lại một luồng tàn hồn vô thức ở hồn hải nếu có thể vùng vẫy ra khỏi hồn hải thì đó chính là một thể sống mới có cơ hội sống lại một lần nữa với tư cách là hồn tu thi tu hai người nhìn nhau hắn tiếp tục nói mộ dung thiên cướp mất cây hồn một duy nhất trong trường tịch lâm tiêu cảnh tuyết bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà xuống hồn hải bọn họ muốn làm gì ngươi hẳn hiểu rõ còn cổ quan tài mà đao tôn bí ẩn ở đao vực đeo trên lưng bên trong rất có thể đựng thẩm an tại ánh mắt bách lý nhất kiếm lóe lên hồn một hồn hải hắn nhíu chặt mày nhưng phương pháp này rốt cuộc là ai nói cho bọn họ biết mà lại khiến bọn họ liều lĩnh đến vậy để làm những chuyện này có khả năng là thẩm an tại đã từng tìm đến bọn họ rồi không phương pháp này cũng là hắn nói cho nhóm mộ dung thiên long cửu cực thử dò hỏi không thể nào nhưng bách lý nhất kiếm lại dứt khoát lắc đầu ánh mắt kiên định ta hiểu rõ thẩm an tại hắn không thể để mấy người mộ dung thiên và cảnh tuyết đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy một khi có sai sót chính là hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu nhưng ngoài thẩm an tại ra còn ai có thể khiến bọn họ đi làm những chuyện này chứ long cửu cực rất khó hiểu bách lý nhất kiếm im lặng hắn cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì nhưng nếu phương pháp này thực sự có thể khiến thẩm an tại trở về thì cho dù chỉ là nghe đồn thì ba người bọn họ cũng sẽ dốc hết sức để thử chứ nhỉ. Ai? Cũng không biết Đông Phương Thanh Mộc, Lý Trường Sinh và Vu Chính Nguyên giờ đang ở đâu. Năm đó bọn họ đều tạo dựng được danh tiếng lẫy lừng nhưng giờ đây đều mất tích cả. Long cửu cực đầy vẻ ưu tư. Nếu có thể tìm được Đông Phương Thanh Mộc, Lý Trường Sinh bọn họ thì cũng có thể giải quyết được mối lo trước mắt. Đáng tiếc thực sự không được thì, ta đến cử huyền giới một chuyến hắn nghiến răng mở miệng không được bách lý nhất kiếm lập tức giơ tay ngăn cản giọng điệu nghiêm túc tình hình của liễu phong chủ hiện tại cũng không mấy khả quan nhiều năm như vậy nàng tự nhốt mình trong tuyết cốc không rời nửa bước không thể vì ta mà khiến nàng nửa đường đứt cánh vậy bên linh môn huyền trưởng môn mặc dù hiện tại cũng là cực cảnh nhưng không phải là đối thủ của lôi lão kiếm tổ mà linh môn cũng không thể vì huyền trưởng môn mà xé rách mặt mũi với người đứng sau lôi lão kiếm tổ bách lý nhất kiếm lắc đầu Ngươi yên tâm, cho dù chỉ còn hồn thể thì trận chiến này ta cũng sẽ không bại. Đệ tử của ngươi dù sao thì năm đó cũng là người nổi danh trên thiên kiêu bản của thiên huyền giới, dưới cảnh giới bất hủ, ta sẽ không thua bất kỳ ai. Hắn hơi ngẩng đầu, trong mắt có chút tự tin. Thôi đi, thân xác của ngươi ba nghìn năm nay đã bị hủy bao nhiêu lần rồi, nếu không phải năm đó tên nhóc họ thẩm dùng hồn một vạn năm để tái tạo thân xác cho ngươi, khiến hồn phách của ngươi khó mà tiêu tan, bây giờ tìm được người có thể mượn sức mạnh còn lại của hồn một để tái tạo thân xác thì chỉ sợ ngươi đã sớm không còn nữa rồi long cử cực liếc hắn một cái mặc dù miệng nói như vậy nhưng trong mắt hắn lại có chút đau lòng những năm này để hồi sinh bản thân bách lý nhất kiếm mang theo long châu đã xông pha không biết bao nhiêu nơi nguy hiểm mà lần này cũng là nhìn thấu hồn phách của hắn khó mà tiêu tan cho nên bên kia mới mời lôi lão kiếm tổ ra mặt kiếm đạo của hắn chuyên khắc chế hồn phách nếu không phải mộ dung thiên từng để lại cho Bách Lý Nhất kiếm một luồng kiếm khí vô song thì chỉ sợ ngày đó hồn phách của hắn đã hoàn toàn bị hủy diệt dưới lôi đình. 6.000 năm qua, chưa từng có hồn tu nào có thể sống sót dưới kiếm của lôi lão kiếm tổ. Bách Lý Nhất kiếm lắc đầu, không nói thêm gì về chủ đề này nữa. Nếu còn có tin tức về đao tôn bí ẩn của đao vực, xin sư phụ nhất định phải thông báo cho đệ tử. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn có phải là thiên nhạc hay không nhưng nếu đúng là hắn thì nhất định phải tìm ra có lẽ chỉ có hắn mới biết bọn tiêu cảnh tuyết vua chính nguyên đã đi đâu mộ dung thiên rốt cuộc đã đi làm gì ở huyết tế chi lộ người trước tiên hãy ổn định hồn phách cho tốt biết đâu lần này ngọc phong đến sát hải sẽ có cơ hội tìm hiểu được tin tức về đao tôn bí ẩn năm đó long cửu cực nói mong là vậy bách lý nhất kiếm hít sâu một hơi nhìn về phương xa nếu thẩm an tại còn sống thì tốt biết bao chưa đủ nhanh hơn nữa dưới thác nước lửa sáng rực mỗi một luồng lửa thoát ra đều giống như sao băng vụt qua cực nhanh nhưng đều bị một luồng gió đuổi kịp hỏa độn phù trọng điểm là phân hóa phân hóa càng nhiều thật giả khó phân biệt thì càng dễ thoát khỏi hiểm cảnh ngươi hiện tại mặc dù đã nắm giữ phù này nhưng nếu gặp người có thần thức tinh tế vẫn có thể phát hiện ra ngươi ẩn nút ở đâu thẩm an tại đứng chắn trước một trong vô số luồng lửa nghiêm túc nói lửa dừng lại hóa thành thân ảnh hứa thiên diệp có chút chua xót sư phụ, phù này đã có thể thoát thân dưới hoàn cảnh tam phẩm, cũng tạm rồi chứ, tạm rồi, thẩm an tại nhớ mày, nhìn hắn. Đến lúc thực sự nguy hiểm đến tính mạng, người mới biết mình hiện tại còn kém bao nhiêu, đến lúc đó hối hận, còn kịp sao, tiếp tục luyện, bị quát, hứa thiên diệp chỉ đành gật đầu, trong mắt lóe lên ánh lửa, thân hình nổ tung, từng phù văn tản ra, hóa thành lửa bay xa. Nhìn hỏa độn phù thi triển, thẩm an tại từ từ gật đầu. Một năm nay, rốt cuộc cũng khiến hứa thiên diệp nắm giữ sơ bộ hai phù văn. Với tốc độ hiện tại của hắn, dưới hoàn cảnh ngũ phẩm, hẳn là không ai có thể giữ được hắn. Nếu có thể nâng hai phù văn lên đại thành, trong hoàn cảnh, không ai có thể đuổi kịp. Dù sao, hai phù văn này đều là phân hóa từ ngũ hành của đế phù, tự nhiên không thể so sánh với phù văn bình thường. Đem ra bên ngoài, e rằng hai phù văn này đều có thể khiến cường giả cực cảnh tranh giành. Vù khi thẩm an tại quan sát hứa thiên diệp một chiếc lông vũ lửa trong những trữ vật của hắn lóe lên điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày sắc mặt trở nên nghiêm trọng đã đến lúc lên đường đến đao vực rồi thẩm an tại gọi hứa thiên diệp dừng lại cùng hắn trở về chuyến này không mang theo vũ huyên chỉ có ba người bọn họ nếu không phải hồn thể thực sự không thể thoát ra thẩm an tại thậm chí còn không muốn mang theo mộ dung thanh vân dù sao thì một tổ cảnh bác phẩm thực sự quá mức nổi bật để không gây chú ý hắn còn cố ý luyện chế một số đan dược mỹ trang thay đổi dung mạo và tu vi nhìn từ bên ngoài hắn là một lão già tóc bạc trắng tu vi ở thánh cảnh thất phẩm tất nhiên đây chỉ là bề ngoài nếu động thủ người khác rất dễ phát hiện ra tu vi thực sự của thân xác này chỉ là tổ cảnh bát phẩm tốc độ của ba người nhanh hơn nhiều so với lúc trước từ ngân lan tộc trở về hạo hải giới đặc biệt là thẩm an tại, khiến Ngọc Phong cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Đi qua tinh hải phía trước, sẽ đến trạm dịch truyền tống lớn nhất trong tinh vực này, chúng ta có thể từ đó trực tiếp đến loạn thạch hải bên ngoài đao vực. Ba người vừa xuyên qua tinh hải, Ngọc Phong vừa mở miệng giải thích. Trạm dịch truyền tống ánh mắt thẩm an tại lóe lên, nhìn về phía xa. Đó là một tòa thành trì khổng lồ nằm giữa hư không, xung quanh có các vì sao bao quanh, mơ hồ có thể thấy luồng sáng bốn phía, không ít võ giả đều xuyên qua đó. Đến đó, nhất định phải bình tĩnh, đừng vội vàng lộ ra bất cứ thứ gì, cũng đừng đắc tội với ai, những nơi hỗn tạp như thế này, ngay cả người của Phượng Hoàng tộc cũng không được an toàn. Tóc Ngọc Phong đã trở thành màu đen tuyền, ấn ký ngọn lửa giữa trán cũng biến mất. Nhìn qua, hắn không khác gì người bình thường, nhiều lắm là dung mạo tuấn tú hơn một chút mà thôi. Đến bên ngoài thành trì, Ngọc Phong rất thành thạo lấy ra từ những trữ vật một số viên đá phát ra ánh sáng yếu ớt đưa cho võ giả canh giữ thành trì. Thẩm An tại cũng đã hỏi về thứ này. Nghe nói gọi là tinh thạch, là thứ cần thiết để tu luyện sau khi đạt đến thánh cảnh. Trên thánh cảnh, muốn trở thành hoàng cảnh thì phải tu luyện ra hoàng vũ tinh thần trong cơ thể, ngưng luyện tinh quang. Mà tinh thạch, bên trong chứa đựng sức mạnh này, chính là loại tiền tệ lưu hành rộng rãi nhất trong chính đại tinh vực này. Muốn đến loạn thế hải phải không? vừa hay có một con thuyền còn thiếu ba người theo ta đến đó ở cửa thành người vừa thì thầm với ngọc phong liếc nhìn thẩm an tại và hứa thiên diệp quay người dẫn đường làm phiền ngọc phong chắp tay bốn người đi về phía thành trì khổng lồ nằm giữa tinh hải này đi trên đường thẩm an tại quan sát xung quanh không khỏi thầm kinh ngạc cho dù là tòa thành này hay võ giả trong thành đều không phải là thứ mà thiên huyền giới có thể so sánh được ai mà ngờ được năm xưa tu sĩ chân tổ cảnh mạnh nhất trong thiên huyền giới ở tinh hải thượng giới này thậm chí còn không có tư cách đến thành trì trạm dịch này nơi này võ giả thấp nhất cũng là thánh cảnh thậm chí hoàn cảnh thẩm an tại cũng nhìn thấy không ít trong đó có một số người hơi thở còn không yếu hơn ngọc phong thậm chí còn mạnh hơn còn cực cảnh thì hiện tại vẫn chưa xuất hiện trong một quảng trường rộng lớn đổ một vật thể khổng lồ mà mắt thường không thể nhìn thấy tận cùng trông giống như một con tàu bay mà trên đó là một xoáy nước tinh hải, như thể có thể hút người vào bất cứ lúc nào. Được rồi, lên thuyền đi, sắp đến giờ rồi. Người dẫn đường sau khi đến nơi, rất không kiên nhẫn lên tiếng. Làm phiền. Ngọc Phong một lần nữa chấp tay. Khoan đã, ngay khi ba người chuẩn bị lên thuyền, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ. Một thiếu nữ mặc trang phục bó sát màu đỏ, thân hình nóng bỏng bước nhanh tới. Khuôn mặt nàng hơi trẻ con, trên mặt có chút mỡ trẻ con nhưng cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là khi kết hợp với thân hình nóng bỏng không thấy được chân khi cúi đầu, tạo nên một vẻ đẹp trái ngược. Còn hơi thở của nàng, thánh cảnh cửu phẩm, bên cạnh thiếu nữ còn có một lão già mặc áo xám, lão già hơi thở nội liễm, tạm thời không nhìn ra nông sâu. Thẩm an tại cao mày quay đầu lại, trong lòng thầm lẩm bẩm. Không thể nào chứ, không thể nào chứ, sẽ không có loại tình tiết máu cho đó xảy ra với mình chứ, không phải lại một trận chế giễu, sau đó mình ra tay trấn áp vả mặt chứ ngọc phong nghe thấy giọng nói này cao mày thiếu nữ mặt trang phục bó sát ngẩng đầu bước tới gần sau đó giơ tay lên chát trên mặt ngọc phong xuất hiện một dấu đỏ ửng á à, cảnh tượng đột ngột này khiến thẩm an tại trực tiếp ngây người có ý gì đây người phụ nữ này ngang ngược đến mức này sao còn ngọc phong lại thế nào hoàn cảnh tam phẩm mà ngay cả một cái tác này cũng không tránh được sao ngọc phong Ngươi ăn sạch sẽ rồi không chịu nhận đúng không? Nếu không phải ngươi phá thân nguyên âm của ta, ta đã sớm hoàn cảnh rồi." Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Thẩm An tại không khỏi há hốc mồm, nhìn Ngọc Phong cũng đang ngẩn người. "Không, vị cô nương này, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Ngọc Phong." Hắn rõ ràng có chút lúng túng, nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn thẳng vào nàng. "Nếu không phải, vậy thì ngươi chết đi." Sau lưng nữ tử, lão già mặc áo xám ánh mắt lóe lên hàng quang một chưởng đẩy ra, cuồng phong màu đen u ám gào thét. Đồng tử thẩm an tại co lại, lập tức kéo Ngọc Phong và hứa thiên diệp lui về phía sau. Ác khí đánh vạn vẹo không gian nơi đây, phát ra âm thanh chói tai. Sát khí nặng nề như vậy, ngươi là người ma đạo, sắc mặt thẩm an tại dần dần ngưng trọng. Người này, thật sự muốn giết người, tốc độ thật nhanh. Lão già áo xám nheo mắt lại, quan sát thẩm an tại một cách chăm chú rõ ràng chỉ là hơi thở thánh cảnh nhưng vừa rồi đột nhiên bùng nổ tốc độ trong chốc lát khiến lão khó mà bắt kịp hơn nữa lão không phát hiện ra sự lưu chuyển của linh nguyên sức mạnh của tinh tú trong cơ thể đối phương thẩm an tại cũng quan sát lão ánh mắt ngưng trọng từ cú ra tay vừa rồi hắn có thể cảm nhận được tu vi của lão già này ít nhất cũng ở hoàn cảnh lục phẩm tiền bối không nói một lời đã muốn ra tay giết người có phải hơi không coi ai ra gì rồi không thẩm an tại lạnh lùng lên tiếng ngọc phong cũng cảm nhận được một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống bên má sắc mặt hơi chìm xuống chỉ là ba tên tiểu bối bản tọa cần gì phải coi các ngươi ra gì lão già áo xám lại tỏ ra vẻ thờ ơ như nhìn lũ kiến hôi động tĩnh ở đây cũng khiến không ít người trên thuyền ngoái đầu nhìn lại vô cùng kinh ngạc đó là cửu trưởng lão của thiên ma tộc tà minh hoàng bọn họ cũng định đến đao vực tham gia đao vực thịnh sự sau trong lúc bàn tán cũng tiết lộ thân phận của lão già áo xám Tà Minh Hoàng, hoàn cảnh thất phẩm, một tay nhiếp hồn tà thuật vô cùng khó đối phó, mà thi ma tộc ở ma giới là một trong những đại tộc. Ngọc Phong truyền âm bên tai Thẩm An Tại, mở miệng giải thích. Thẩm An Tại liếc nhìn lão, vậy thì cô gái bên cạnh là sao? Ngọc Phong có chút ngượng ngùng, tiếp tục truyền âm. Nhiều năm trước, vãn bối ra ngoài du ngoạn, không may bị người truy sát rơi vào ma giới, dụ hổ nút sói, để nữ tử này đấu với người khác đến mức hai bên đều bị thương nhưng cả hai chúng ta đều trúng phải kịch độc của mãn xà, không có cách nào giải độc nên chỉ có thể lão chưa nói hết, thẩm an tại đã đoán được chuyện gì xảy ra sau đó. Trắng vốn dâm tính, đó đúng là một cách giải độc. Vậy tại sao ngươi lại mặc quần chạy mất, dung mạo của nữ tử này không tệ, thân hình cũng không tệ, thân phận dường như cũng không tệ. Thẩm an tại do dự, cho dù là như vậy, Ngọc Phong cũng không cần phải chạy chứ, nàng là cháu gái của huyết ma tiên quân, là người ma đạo, còn ta là người linh tộc chính đạo, không phải cùng một phe, ở bên nhau chắc chắn sẽ bị người ta đàm tiếu." Hắn lắc đầu truyền âm, giọng điệu có chút phức tạp. Chính đạo ma đạo Thẩm An tại nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói gì. Nếu chỉ là một người ma đạo bình thường, có lẽ không đáng kể. Nhưng đằng này, nữ tử này lại là cháu gái của huyết ma tiên quân. Thực cảnh có thể gọi là đại tôn, còn tiên tôn Tiên quân là những danh xưng mà chỉ có bất hữu cảnh mới có thể có được. Ngọc Phong, ngươi dám làm mà không dám nhận, nữ tử chỉ tay về phía trước, đầy vẻ tức giận. Ngọc Phong cười khổ, nhận thế nào đây, nếu thừa nhận, e rằng nàng sẽ càng muốn giết mình mất. May mà hiện tại nàng vẫn chưa biết thân phận phượng hoàng tộc của mình, nếu không thì e rằng huyết ma tiên quân sẽ chạy đến phượng hoàng tộc tìm người. Cái tên Ngọc Phong, đặt trong cả chính đại tinh vực, cũng không mấy nổi bật. Ngươi thực sự nhận nhầm người rồi. Ngọc Phong còn muốn cãi nhưng nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rạch vào lòng bàn tay. Máu tươi đỏ thẫm như có cảm ứng, lao thẳng về phía Ngọc Phong. Cuối cùng dừng lại trước người hắn, luồng khí huyết bốc lên từ bên trong như thể nhận chủ. Máu của ngươi vẫn còn nhớ hơi thở của ngươi, bây giờ ngươi còn gì để nói nữa? Vù vù trên phi thuyền khổng lồ, phù quang lóe lên, từ từ bay lên. Đi, Ngọc Phong thấy không thể trốn thoát kéo thẩm an tại và hứa thiên diệp lên phi thuyền. Chỉ cần vào đường hầm tinh hà, hai người này sẽ không đuổi kịp. Thiếu nữ nóng bỏng vung tay phải, một chiếc roi dài màu đỏ máu xuất hiện trên tay. Tiểu thư ta đã tìm ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngươi ở trạm dịch này, ngươi đừng hồng chạy thoát, nàng vừa quát vừa bay lên, vung roi ra. Tạ Minh Hòa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng nhưng rất nhanh đồng tử của hắn co lại bởi vì roi dài trực tiếp xuyên qua bên cạnh ngọc phong ngược lại lại kéo một người qua đường bên cạnh giật mạnh nhường chỗ cho tiểu thư thiếu nữ nóng bỏng hét lên hung hăng mượn lực xông lên phi thuyền còn tiện thể giẫm một chân lên người qua đường đó dùng sức quá mạnh trực tiếp giẫm cho hắn phun máu vù khi nàng vừa bước chân vào phi thuyền màn sáng liền mở ra toàn bộ phi thuyền nhanh chóng trở nên hư ảo tiểu thư ngươi đợi đến khi tà minh hoàng phản ứng lại thì đã quá muộn hắn đột nhiên xông lên nhưng lại bị màn sáng đẩy ra. Ngông cuồng, số người trên phi thuyền đã đủ, nếu còn dám xông vào, làm loạn đường hầm tinh hà, đừng trách bản tọa vô tình, giọng nói trầm như sấm vang lên, vô cùng hùng hậu, hư không rung chuyển. Sắc mặt tà minh hoàng hơi đổi, liếc nhìn sâu vào thành trì, nghiến răng nghiến lợi. Bên trong tinh hà trạm dịch, ít nhất sẽ có một hoàn cảnh cửu phẩm trấn giữ, chính là sợ có người tùy tiện làm bậy, nếu không cẩn thận phá hủy đường hầm tinh hà mà bọn họ tốn rất nhiều tiền để khai phá thì hậu quả sẽ khôn lường. Tà Gia Gia, ngươi về trước đi, ta nhất định sẽ đưa hắn về để Gia Gia xử lý, ngươi yên tâm, nữ tử nóng bỏng dựa vào lan can, vừa hét lớn xuống dưới vừa là mặt quỷ, rất tinh nghịch. Tiểu tử, trước khi bản tọa tìm được các ngươi, nếu nàng xảy ra chuyện gì bất trắc, lão phu nhất định sẽ đốt máu truy hồn để tìm ra toàn tộc các ngươi diệt trừ, tà Minh Hòa nhìn chầm chầm vào Ngọc Phong, trong mắt tràn đầy sát khí giọng nói vừa dứt, toàn bộ phi thuyền hoàn toàn trở nên hư ảo. Xoẹt, ngay sau đó, phi thuyền khổng lồ dưới màn sáng, biến thành một lùng sáng nhỏ như lòng bàn tay, trực tiếp chui vào xoáy nước tinh tú trên bầu trời, không còn bóng dáng. Trên quảng trường, võ giả bị nữ tử nóng bỏng dẫm một chân xuống đất loạn choạng đứng dậy, vừa lau máu trên khóe miệng vừa ngẩng đầu lên đầy tức giận. Nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng của tà Minh Hoàng, hắn lại rụt cổ lại, cơn giận tan biến, quay người bỏ chạy, sợ đối phương trút giận lên mình. Trên phi thuyền, ba người thẩm an tại nhìn nhau, vẻ mặt có chút kỳ lạ nhìn về phía trước, nữ tử đang duỗi lưng, khoe lợi thế của mình. Ồ, không khí tự do, nữ tử vẻ mặt thoải mái, không còn vẻ giận dữ như vừa rồi. Mãi một lúc sau, nàng mới quay người, nhìn trầm trầm vào ba người thẩm an tại. Các ngươi định đi đâu, mang tiểu thư ta theo. Không mang. Ngọc Phong còn chưa kịp mở miệng, Thẩm An tại đã từ chối trước. Cái của nợ rắc rối này, hắn không muốn nhận. Ngọc Phong, đến từ Thiên Huyền giới, đệ tử ngoại hệ của Phượng Hoàng tộc, đúng không? Thiếu nữ chớp mắt mở lời, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi thật sự cho rằng tiểu thư ta không tra được gì sao? Hôm đó ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu thư ta sao lại không cảm nhận được hơi thở Phượng Hoàng của ngươi? Nóng lắm, ta chỉ không nói cho gia gia ta biết thôi. Đưa tiểu thư ta đến Sát Hải, chuyện trước đây xóa bỏ lúc đó tiểu thư ta tùy tiện giết một người mang về cho gia gia ta là xong ngươi muốn đến sát hải ngọc phong nhíu mày nơi đó quá nguy hiểm ngươi đến đó làm gì đột phá hoàn cảnh gia gia ngươi hẳn có nhiều cách giúp ngươi đột phá hoàn cảnh mà tiểu thư ta không muốn dùng công pháp ma đạo thiếu nữ biểu môi lắc đầu đôi mắt đen lấy to tròn sâu thẳm vô cùng chấp chấp nhìn ngọc phong chăm chú ta muốn trở thành người chính đạo nhà ngươi cho phép không ngọc phong nhíu mày ngươi có ngu không chính là không cho phép nên tiểu thư ta mới phải chạy trốn thiếu nữ khinh thường liếc hắn một cái sau đó nhìn về phía thẩm an tại cười đưa tay ra chào ngươi lần đầu gặp mặt ta tên hồng đào ngươi tên gì nham lý nham lý hồng đào hơi sửng sốt một chút có chút nghi hoặc họ này không phổ biến lắm thẩm an tại liếc nàng một cái không khỏi thầm nghĩ họ hồng không phải càng ít phổ biến hơn sao ngọc phong thấy hai người nói chuyện không đầu không đuôi cũng cảm thấy đau đầu hắn không muốn dính líu đến người ma đạo tiền bối tốt nhất là tránh xa nàng ta một chút nếu không nếu bị kim nguyên đụng phải đến lúc đó bách lý tiền bối không chừng còn bị chụp lên cái mũ thông đồng với người ma đạo hiện tại trong tộc có không ít người không muốn bách lý tiền bối được yên ổn hắn truyền âm mở miệng nhưng thẩm an tại liếc hắn một cái không thèm để ý đến hắn đùa à sắp đến sát hải rồi phân thân của long cử cực đã dùng rồi nói cách khác bọn họ bây giờ đến đao vực chính là gần như không có chuẩn bị gì mà hồng đào là cháu gái của huyết ma tiên quân trên người chắc chắn có không ít bảo vật bảo vệ mạng nếu nàng muốn cùng đi chẳng phải cũng có thể mượn dùng sao hồng đào cô nương tiểu huynh đệ này của ta có chút cứng nhắc ngươi đừng chấp nhặt với hắn trên khuôn mặt già nua của thẩm an tại nở nụ cười tiến lên một bước mở miệng rất tự nhiên Ngươi muốn đến sát hải đúng không? Vừa khéo chúng ta cũng muốn đến, hay là cùng đi cho tiện, tiền bối, không được. Ngọc Phong kinh ngạc, vội vàng mở miệng muốn ngăn cản nhưng lại bị thẩm an tại trường mắt một cái, đành phải nuốt lời. Tiểu tử, nếu ngươi muốn lấy được cực đạo chi khí, tốt nhất là để nàng đi theo chúng ta, nếu không đến lúc đó lỡ xảy ra sơ suất, bách lý nhất kiếm phải ứng chiến thế nào, nhưng lỡ như bị người ta biết ta cấu kết với người ma đạo, chúng ta, Ngọc Phong vẫn còn có chút do dự. Thẩm An tại có chút tức giận vì hắn không biết điều, suýt nữa thì tiến lên gõ hắn một cái nhưng nghĩ đến bên ngoài còn nhiều người như vậy, mới nhịn xuống, tiếp tục truyền âm mở miệng. Đến lúc này rồi, còn giữ quy củ như vậy, mặc kệ ngươi có cấu kết với người ma đạo hay không, bây giờ quan trọng nhất là lấy được cực đạo chi khí, nếu không phải sợ khi ngươi đến thiên ma tộc bị huyết ma tiên quân vỗ chết thì thật ra không cần đến sát hải này, trực tiếp để cô vợ hời này của ngươi đi xin một bảo vật không phải là được rồi sao. Nghe vậy, mặt ngọc phong đỏ lên, gãi đầu không nói. Các ngươi cũng muốn đến Sát Hải, Hồng Đào nghe thấy lời Thẩm An Tại nói trước đó, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhìn về phía Ngọc Phong. "Thật không, thật." Ngọc Phong mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không muốn nhưng vẫn lựa chọn nghe theo lời Thẩm An Tại. "Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, đến phòng riêng." Ngọc Phong nhìn quanh một lượt, nhìn những người có ánh mắt lấp lánh, dẫn ba người đi về phía bên trong phi thuyền phi thuyền đến đích còn phải một thời gian nữa nên cứ ở bên ngoài như thế này cũng sợ sẽ gây chú ý dù sao thì vừa rồi ở trạm dịch có không ít người nhìn thấy hồng đào cũng biết thân phận của nàng ai biết được sẽ có kẻ nào có ý đồ xấu không sự thật chứng minh nỗi lo lắng của bọn họ là đúng ngay cả khi đã vào phòng riêng vẫn có ba người đi theo vào nộp tinh thạch ở lại phòng bên cạnh ba người đều mặc đồ đen đội nón lá không nhìn rõ mặt nhưng nhìn vào sát khí tỏa ra từ trên người bọn họ thì không phải là người chính đạo chắc hẳn đã làm không ít chuyện giết người cướp của một người trong số họ tháo nón lá là một gã đàn ông to lớn râu quai nón có vẻ là thủ lĩnh nhìn hai người trầm giọng nói hai vị huynh đệ đều nhìn thấy rồi chứ cháu gái của huyết ma tiên quân của thiên ma tộc trên người nàng có bảo vật gì ta nghĩ các ngươi đều rõ chứ làm xong phi vụ này chúng ta lập tức chạy đến tinh vực khác thì ma tộc có lợi hại đến mấy cũng không dám vào tiên vực chính đạo, chúng ta lấy bảo vật rồi ẩn giấu một hai trăm năm mới ra, ai biết được là chúng ta làm, cả đàn ông râu quai nón nói xong, một trong hai người là một cả đàn ông gầy gò phụ hòa. Đúng vậy, huống hồ vừa rồi không nghe thấy sao, bọn họ cũng muốn đến sát hải, bên trong đó hỗn loạn, giấc bọn họ cũng không ai biết. Không, không cần đợi đến sát hải. Cả đàn ông râu quai nón nhếch miệng, điểm đến của chúng ta lần này là một vùng đất hoang vu, muốn đến sát hải còn phải đi một chặng đường rất xa trên đường này cũng có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu thực sự đến sát hải lỡ như tên tà minh hoàng đó tìm được thì không ổn vẫn nên nhanh chóng hành động ba người bàn bạc xong lập tức vỗ bàn quyết định ra tay ngay bên ngoài loạn thạch hải bên kia bên trong phòng riêng ba người trợn mắt nhìn nhau chỉ có hứa thiên diệp đang pha trà người nói người đã giết tu sĩ của thiên âm cốc lấy được công pháp chính đạo từ trên người bọn họ ngọc phong trợn tròn mắt đúng vậy gia gia ta không cho ta tu luyện công pháp chính đạo ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi trên thị trường mặc dù có thể mua được nhưng đó đều là hàng rác rưởi tiểu thư ta không thèm hồng đào biểu môi không để trong lòng sắc mặt ngọc phong trầm xuống thẩm an tại nhìn hắn hiểu hắn đang nghĩ gì có lẽ đây chính là điều hắn bận tâm nhưng chính đạo và ma đạo không phải phân biệt như vậy chuyện giết người cướp của dù là chính đạo hay ma đạo đều có người làm nếu dùng chuyện này để phân biệt chính đạo ma đạo thì quá phiến diện ít nhất từ nhận thức vừa rồi hồng đào này vẫn chưa xấu đến mức như vậy chỉ có thể nói là môi trường sống khác nhau ở nhà nàng giết người cướp của là chuyện bình thường thiên âm quyết quả thực là công pháp không thể bỏ qua như ngươi đã giết người của thiên âm cốc không sợ bọn họ trả thù sao ngọc phong cao mày sau đó lại bừng tỉnh lắc đầu trả thù ma đạo chính đạo từ trước đến nay đều là nước với lửa không trả thù bọn họ chẳng lẽ sẽ sống yên ổn sao được rồi đừng nói những điều này nữa ánh mắt thẩm an tại lóe lên ngươi nói ngươi muốn tu luyện thiên âm quyết nhưng có một vấn đề thiên âm quyết chí thuần chí dương ngươi không chỉ là nữ tử mà còn tu luyện ma đạo công pháp sát khí lộ ra ngoài xung đột với nhau ngươi sẽ không thành công nghe lời hắn nói hồng đào khẽ hừ một tiếng cho nên ta mới phải đến sát hải chứ bên trong có một sát đàn, do một tu sĩ luyện thi trước đó vào rồi lập nên, có thể hấp thụ sát khí, ta có thể lợi dụng nơi đó để trừ bỏ sát khí trên người ta. Theo như ta được biết, bên trong sát hải có sát khôi, nếu ngươi muốn khởi động sát đàn, chắc chắn sẽ hấp dẫn chúng đến, lúc đó nếu hấp dẫn đến một đám sát khôi hoàn cảnh, ngươi sẽ xử lý thế nào, tiểu thư ta tự có cách. Hồng đào vỗ vào bộ ngực đầy đặn, vô cùng tự tin. Thẩm an tại và Ngọc Phong nhìn nhau. Quả nhiên, trên người nha đầu này chắc hẳn có không ít bảo vật bảo vệ mạng. Thôi vậy, vậy ngươi tự đi đi, quá nguy hiểm, ngươi có thủ đoạn bảo vệ mạng, chúng ta thì không có. Thẩm An tại lắc đầu. Hồng Đào sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ giận dữ. Này, ngươi cũng không giữ lời, ngươi vừa rồi rõ ràng nói cùng đi mà, không đi không đi, sợ rồi. Thẩm An tại lắc đầu. Thấy Ngọc Phong cũng lắc đầu theo hắn, mặt Hồng Đào lộ vẻ vội vàng lập tức trong tay xuất hiện một viên ngọc bích màu đỏ máu được rồi đây là do gia gia ta cho ta bên trong phong ấn trận pháp hoàn cảnh tam phẩm nhưng chỉ có thể dùng cho cá nhân cá nhân vậy đệ tử của ta thì sao thẩm an tại vừa cất viên ngọc bích vào túi vừa lắc đầu lần nữa ngươi hồng đào dù không hiểu chuyện đến mấy cũng biết đối phương muốn tống tiền mình nhưng nàng liếc nhìn ngọc phong vẫn nghiến răng được rồi còn một viên nữa cho các ngươi thẩm an tại nhận lấy tiếp tục lắc đầu vậy nếu nửa canh giờ ngươi vẫn chưa trừ được sát khí trong cơ thể nếu hấp dẫn đến sát khôi cực cảnh thì sao nhìn hắn rất tự nhiên đưa tay ra ngọc phong và hứa thiên diệp đều sửng sốt nhìn nhau cái này mặc dù hợp lý nhưng có phải là quá vô sĩ rồi không sau một hồi mặt cả cuối cùng thẩm an tại cũng đồng ý cho hồng đào đi cùng hai người vào sát hải còn ngọc phong thì không vào được chỉ có thể đợi bên ngoài sát hải tất nhiên muốn đi cùng cũng phải trả giá. Hồng Đào đưa hai viên huyết hồng thạch, thêm một bộ bảo giáp. Bảo giáp hoàn cảnh, dưới thất phẩm không phá được, trong sát hải, coi như là bảo vật tốt bảo vệ mạng. Nói cho cùng, là bọn thẩm an tại chiếm tiện nghi, nếu không phải vì Ngọc Phong, e rằng Hồng Đào căn bản không thèm để ý đến bọn họ. Dù sao nàng cũng có thể tự mình vào, tự mình dùng những bảo vật này. Điểm cuối của phi thuyền là loạn thạch hải, chuyến bay này mất trọn 6 tháng từ minh trần vực xuyên không đến một tinh vực khác, nếu theo tốc độ bay của hoàn cảnh cửu phẩm thì mất khoảng một năm. Sáu tháng này, Thẩm An Tại và những người khác hầu như không ra khỏi phòng riêng, chỉ có Hồng Đào chịu không nổi bầu không khí một ngạt trong đó, ra ngoài đi dạo mấy lần. Dù sao thì bây giờ nàng không thể tu luyện, đối mặt với ba người ngồi thiền trong phòng, nàng thực sự rất buồn chán. Khi phi thuyền bắt đầu rung chuyển dữ dội, ba người Thẩm An Tại đều từ từ mở mắt. Đến rồi ba người bước ra khỏi phòng riêng, trên bông tàu đã tụ tập một đám tu sĩ, đều vui mừng nhìn chầm chầm xung quanh. Hành lang tinh vực đã biến mất, nhìn ra xa, một vùng hoang vu, loạn thạch mọc san sát, các bụi mịt mù che khuất tầm nhìn. Cương phong ở đây đủ sức dễ dàng xé nát một số vỏ giả dưới tổ cảnh bát phẩm. Đây chính là loạn thạch hải, đi qua sa mạc này là đến đao vực. Ngọc Phong lên tiếng nói, đồng thời hơi quay đầu lại cao mày. Phía sau, có ba người ẩn vào đám đông, dời tầm mắt đi. Tiền bối ta biết. Thẩm An tại giơ tay lên, truyền âm trả lời. Chỉ là ba thánh cảnh cử phẩm thôi, cứ để bọn họ đi theo. Mặc dù có thể có một số thủ đoạn nhưng dù lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn hơn được cháu gái của huyết ma tiên quân bên cạnh mình sao? ầm ầm, khi phi thuyền cuối cùng dừng trên pháp trận truyền tống khổng lồ trong sa mạc, màn sáng bên ngoài dần dần tản ra. Vừa mới mở một khe hở, đã có mấy luồng lưu quan lao ra ngoài. Đi thôi. Thẩm An tại cố ý đợi một chút, khi các võ giả bay ra đông nhất, liền dẫn theo mọi người rời khỏi phi thuyền, bay về phía xa. Đi, ba người đã để mắt đến hồng đào từ lúc lên thuyền cũng bám theo sát nút. Chết tiệt, con nhóc này, sao lại chạy nhanh như vậy? Truy đuổi, nhìn luồng lưu quan phía trước lóe lên rồi biến mất, mặt mày ba người khó coi. Một đoạn đường sau, ba người thẩm an tại vẫn đang bay nhưng đột nhiên phát hiện thiếu một người không khỏi cao mày quay đầu lại ngươi dừng lại làm gì có ba con chuột ta dọn dẹp một chút hồng đào dừng lại giữa hư không trong tay nắm một cây roi dài như lửa thẩm an tại và ngọc phong nhìn nhau cười khổ đây chính là đánh là phải dừng trong truyền thuyết sao người ta dám đuổi theo chắc chắn là có khí thế đối đầu với hoàn cảnh mặc dù hồng đào cũng có nhưng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm phải không vài hơi thở sau, luồng lưu quang ở đằng xa đã đến gần, vây quanh bốn người. Hắc hắc, xem ra ngươi không coi ba chúng ta ra gì nhỉ, tiểu thư của thiên ma tộc, cả đại hán râu quai nón cười tuê toét, ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ. Ba tên rác rưởi, tiểu thư ta đúng là không coi các ngươi ra gì. Hồng đào vẻ mặt khinh thường, mặc dù cùng là thánh cảnh cửu phẩm nhưng nàng không cho rằng những người này sẽ là đối thủ của mình. Các ngươi muốn cùng nhau lên, hay từng người một, nàng liếc nhìn ba người, thản nhiên lên tiếng. Cùng nhau lên, cả đại hán râu quai nón cười gần một tiếng, đột nhiên vung tay áo. Xoẹt, một luồng hắc quang thoát ra, trong nháy mắt phân hóa thành hàng trăm nghìn thanh, mang theo ý niệm phá không, như mưa rào gùa đến. Hồng đào quát khẽ một tiếng, roi đỏ bay múa, vung lên tạo thành tàn ảnh liên tục. Trong nháy mắt đã quất bay những luồng hắc quan đó, sau đó thân hình hồng đào lế lên, chủ động xông về phía gã đại hán râu quai nón, ma khí đen ngòm ngút trời nhanh lên, cả đại hán râu quai nón hét lớn. Hai người còn lại ánh mắt ngưng tụ, lập tức kết ấn. Xoẹt, vô số hát quan lại bay lên trời, hợp nhất thành một cây kim đen cực nhỏ, tốc độ cực nhanh đâm về phía trước. Cẩn thận, có độc, Ngọc Phong lo lắng lên tiếng, vừa cao mày vừa liếc nhìn Thẩm An tại không tiến lên giúp đỡ. Nhìn ta làm gì, lên đi, Thẩm An tại mắng một câu không hay ho, trực tiếp đá một cước vào mông hắn. Ngọc Phong trong nháy mắt biến mất nhận ra nguy cơ sau lưng, hồng đào cao mày, muốn rút lui né tránh nhưng phát hiện kim đen có tốc độ cực nhanh, lách qua roi dài của nàng, hóa thành một con rết, há miệng cắn vào vị trí hổ khẩu trên tay cầm roi của nàng. Ba người lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng, một bóng người màu đỏ như lửa trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hồng đào, nắm lấy tay nàng kéo lùi lại, đồng thời ngọn lửa trong ống tay áo phun ra, trong nháy mắt nuốt chửng con rết do kim đen hóa thành. Nhưng, vẻ mừng rỡ trong mắt ba người vẫn không hề tan đi, ngược lại còn tăng lên. Đợi chính là ngươi, vừa cười gằn, ba người cùng lúc kết ấn. Vù, từng phù văn màu đen nhảy ra từ trong ngọn lửa đó, hòa vào hư không, hóa thành từng sợi xích sắc. Là trận pháp, sắc mặt hứa thiên diệp chìm xuống. Thẩm an tại cũng nhớ mày, lè lưỡi hai tiếng. Thiên tỏa khốn ma trận, trận pháp hoàn cảnh, xem uy lực mà bọn họ thúc đẩy, hẳn là đã bỏ không ít tâm huyết vào trận pháp này, dưới hoàn cảnh ngũ phẩm, khó mà phá được. Hắn nhớ mày, không trách gì ba người này dám đuổi theo, hóa ra dưới tay còn có bảo vật như vậy. Chết đi, ba người vừa cười gằn vừa đồng thời giơ tay lên. ầm ầm, hư không rung chuyển, một cây trường thương màu đen khổng lồ, lôi quan chạy dọc, từ từ hạ xuống, mang theo uy thế to lớn. Ngọc Phong cao mày kéo hồng đào ra sau lưng, ấn ký ngọn lửa giữa mày sáng lên nhưng ngay sau đó lại tắt ngúm. Hắn sắc mặt hơi đổi, cúi đầu nhìn xuống không biết từ lúc nào trên người hắn đã cuốn quanh từng sợi xích sắt hư ảo, áp lực mạnh mẽ tác động vào đan điền, kìm nén toàn bộ sức mạnh của hắn. Trận pháp này, không tệ, ngươi được không, không được thì tiểu thư này lên, hồng đào liếc nhìn hắn đang nắm tay mình, má hơi ửng hồng nhưng lại kiêu ngạo lên tiếng định tiến lên. Ở lại phía sau, Ngọc Phong vốn ôn hòa lúc này có chút nghiêm túc, không để nàng tiến lên, mà chăm chú nhìn cây trường thương xét đánh xuống từ trên không. Ngay khi hắn nghiến răng, chuẩn bị mạo hiểm bị thương, cưỡng ép phá vỡ trận pháp thì bên tai lại vang lên truyền âm, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Còn nhớ cây kim đen biến thành con rết lúc đầu không? Nó ẩn nút sau ngươi 16 thước, cao ba tấc trong hư không, đó chính là nơi đặt trận nhãn. Ánh mắt Ngọc Phong lóe lên, lập tức quay đầu lại. Phúc, tiếng chim thần phượng hóc dài sắc nhọn vang lên, hỏa quang lan tỏa, chim thần phượng xé nát từng sợi xích sắc màu đen, há miệng cắn một cái trong hư không, chính xác không sai lệch, ngậm lấy một con rết đen. Theo tiếng rít thảm thiết của con rết bị thần hỏa thiêu đốt, cây trường thương sét đánh rơi xuống từ trên không cũng nhanh chóng nứt ra. Sao có thể? Đồng tử ba người co lại, nhìn nhau rồi quay đầu bỏ chạy. Ba vị, đã đến rồi thì phải để lại thứ gì đó mới đi chứ. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, gió nhẹ thổi qua. Ba Thẩm An tại đồng thời xuất hiện trước mặt ba người, sau lưng có hỏa quang tản ra, khóe miệng mang theo nụ cười. Để lại mạng đi. Hóa thân đồng tử ba người đều co rút dữ dội bởi vì bọn họ căn bản không phân biệt được ba thẩm an tại này ai thật ai giả cho nên cho rằng người này có phải tu luyện thần thông hóa thân gì không thử ngũ hành chi phù của ta tí nào thẩm an tại giơ tay vung lên phù văn xuất hiện trong nháy mắt ngũ hành chi quan đang xen hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống đồng thời từng sợi dây leo từ trong hư không chui ra quấn chặt lấy tay chân ba người không ổn, mau lui, ba người kinh hãi biến sắc nhưng mặc cho bọn họ giải dụ thế nào, lại phát hiện căn bản không thể lay động được sợi dây leo phù chú này chút nào, trên đó tỏa ra phù đạo pháp tắc chi lực, khiến bọn họ lạnh cả tim. Xong rồi, ít nhất cũng là pháp tắc ngũ dai, xoẹt, dưới ánh mắt tuyệt vọng của ba người, thanh kiếm khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống, chém thẳng xuống. Ba thi thể tách rời, máu bắn tung tóe. Ngay cả thần hồn của bọn họ, cũng cùng nhau bị hủy diệt dưới uy quan của phù kiếm vừa rồi hai phân thân hỏa độn phù tan đi chỉ còn lại thẩm an tại ở phía trước nhất hắn giơ tay lên ba chiếc nhẫn trữ vật bay vào lòng bàn tay quả nhiên là một trong bảy đế phù cho dù chỉ lĩnh ngộ được chút lông da giấc vượt cấp cũng dễ như trở bàn tay thẩm an tại lè lưỡi hai tiếng trong lòng lẩm bẩm hắn quay đầu lại nhìn khi nhìn thấy con rết đen mà chim thần phượng ngậm trong miệng cũng theo cái chết của ba người mà keo thảm hóa thành tro bụi không khỏi lộ ra vẻ đau lòng tiếc cho thiên tỏa khốn ma trận này nếu không bị bọn họ dùng tinh huyết tế luyện thì vẫn có thể dùng cho mình bên kia hai người ngọc phong hồng đào há hốc mồm có chút không phản ứng kịp phù kiếm vừa rồi mặc dù không phải công kích bọn họ nhưng uy năng phát ra mơ hồ khiến thần hồn của bọn họ đều run rẩy phù này kinh thiên động địa còn hứa thiên diệp cũng lộ vẻ kinh ngạc đây chính là công dụng thực sự của hỏa độn phù sao vừa rồi dưới sự phân thân, cho dù cảnh giới phù đạo của mình không thấp nhưng cũng căn bản không nhìn rõ đối phương thi triển phù pháp khi nào, cũng không thể phân biệt được đâu là chân thân, đâu là giả. Nếu như phân thân như vậy, có thể trong nháy mắt phân hóa ra trăm nghìn phân thân, phối hợp với phong hành phù để trốn thoát, thật giả khó phân, tốc độ lại cực nhanh. E rằng trong hoàn cảnh, dù là cửu phẩm nhưng không giỏi tốc độ thì cũng không đuổi kịp được, đều là đồ bỏ đi gì thế này, thẩm an tại vừa lục soát những trữ vật của ba người, vừa nhíu mày không thôi. Bên trong là một đống đồng nát, đồ có giá trị có thể dùng được gần như không có. Nghĩ lại, hẳn là ba người đã bán hết tất cả đồ có giá trị trên người, chuyên mua thiên tỏa khốn ma trận, muốn kiếm được một khoản lớn trong chuyến đi sát hải này. Kết quả không ngờ, vừa xuống phi thuyền, thậm chí còn chưa vào đao vực, món hàng đầu tiên này đã đá phải tấm sắt. Nếu đổi thành kẻ khác, e rằng phần lớn không thể thoát khỏi trận pháp đó, chỉ có thể chịu chết thảm. Ồ, ngay khi thẩm an tại muốn vứt đống đồ bỏ đi này, thần thức đột nhiên dừng lại ở trong những trữ vật của gã đàn ông râu quai nón. Trên giá hàng góc phòng, một cuộn da thú màu vàng úa được đặt yên tĩnh. Tò mò, hắn lấy nó ra. Trên đó vẽ một số đường nét. Nhìn vào những chỗ lộn xộn có thể thấy, dường như là một vùng biển. Một số nơi được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ hẳn là đảo. Trông giống như bản đồ nhưng lại là bản đồ không đầy đủ. Nhìn lại mặt sau của cuộn da thú còn có rất nhiều chữ viết bằng máu. Ta là diệu âm công tử, một đời phóng túng, phong lưu khoái hoạt, đã xông pha qua vô số hiểm cảnh hang động bí ẩn, trải qua sinh tử, vốn tưởng rằng được trời phù hộ, không ngờ hôm nay xông vào sát hải, cuối cùng vẫn phải bỏ mạng, không thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng, ta không cam lòng để những thuật pháp mà ta lĩnh ngộ cả đời bị chôn vùi ở vùng biển mênh mông này, vì vậy dùng chút sức lực cuối cùng, đưa bản đồ này rời đi, người có duyên nếu có được, có thể đến tìm đạo thống của ta, chỉ cầu một điều, đừng chôn vùi uy danh tam tuyệt thần âm của ta, nhất định phải vang danh khắp thế gian, nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, thẩm an tại dần nhíu mày. Đây là, di thư. Bản đồ kho báu, diệu âm công tử hắn lục tìm trong đầu hồi lâu, cuối cùng cũng mơ hồ nhớ ra một số chuyện. Đó là một tu sĩ, thiên tư hơn người, thiên sinh âm luật thánh thể, tu đạo 3.100 năm, đạt đến cực cảnh đại tôn. Cả đời phóng khoáng tùy ý, một tay đàn cầm có thể nói là tuyệt nhất thiên hạ, năm đó được một số người ca ngợi là thiên tài trong vòng 5.000 năm, chắc chắn sẽ trở thành bất tử. Không ngờ, lại tử nạn ở trong sát hải. Còn cuộn gia thú này, chính là nơi hắn tử nạn. Thì ra là vậy. Ánh mắt thẩm an tại lóe lên, nhìn thêm một cái vào những thi thể vẫn đang rơi xuống bên dưới. Nghĩ đến ba người bọn họ đã bỏ ra cái giá lớn như vậy để mua trận pháp, chính là muốn đến nơi diệu âm công tử tử nạn để tìm cơ duyên. Dù sao cũng là cực cảnh đại tôn, công pháp bí bảo bên trong chắc hẳn không ít. Không ngờ, lại tiện cho ta. Khóe miệng thẩm an tại hơi nhếch lên. Hắn đang lo lắng về pháp tắc âm luật của mình, chỉ có pháp tắc chi lực, có hình thức nhưng không có thần thông. Tam tuyệt thần âm này, lại được đưa đến tận cửa. Sư phụ, nơi này không nên ở lâu. Lúc này, giọng nói của Hứa Thiên Diệp truyền đến. Thẩm An tại mới hoàn hồn khỏi cuộn gia thú, cực đầu. Bốn người nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, có một võ giả hoàng cảnh bị tiếng ầm ĩ của cuộc chiến đấu dữ dội vừa rồi thu hút đến, nhưng ngoài những thi thể ra, lại không thấy người khác, chỉ đành lắc đầu rời đi. Diệu âm công tử, trên đường bay, Ngọc Phong nghe thấy lời của Thẩm An tại, lộ vẻ kinh ngạc. Ta cũng từng nghe gia gia nhắc đến danh tiếng của hắn, người này vừa chính vừa tà. Không phải chính đạo nhưng cũng không phải ma đạo, nghe đồn hắn thích nữ sắc, chơi chán thì bỏ nhưng chưa từng dùng vũ lực, những người phụ nữ đó đều chủ động bám theo, năm đó gia gia ta, còn có người của Hợp Hoang Tông, đều muốn chiêu mộ hắn vào dưới trướng, kết quả đều bị hắn từ chối. Hồng Đào ở bên cạnh hồi tưởng lại, cũng lên tiếng nói. Nhiều năm trước, linh tộc của ta cũng từng ngỏ ý hỗ trợ người này nhưng cũng bị từ chối, lý do là hắn quen sống buông thả cả đời, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào ngọc phong có chút tiếc nuối nghĩ đến hắn vào sát hải là để truy tìm tung tích của đại đế bên trong tìm ra phương pháp đột phá vào bất tử đáng tiếc thế giới này vốn dĩ như vậy kẻ mạnh được sống kẻ yếu bị đào thải đã lựa chọn thì khó có thể hối hận sau này thẩm an tại cũng có chút cảm khái nhìn sang hứa thiên diệp bên cạnh ngươi đã biết sát hải nguy hiểm như thế còn muốn đi cùng ta sao sắc mặt hứa thiên diệp không thay đổi chỉ lên tiếng sư phụ đi đâu đệ tử đi đó đúng là lạ một người rơi xuống từ hoàn cảnh lại gọi một lão già cảnh giới thánh cảnh là sư phụ hồng đào ở bên cạnh lộ vẻ tò mò lên tiếng hỏi này hai người các ngươi thật sự là sư đồ sao sao trông không giống vậy một câu hỏi khiến ba người ở đây đều im lặng ngay cả ngọc phong cũng nghi ngờ nhìn thẩm an tại và hứa thiên diệt mặc dù gọi là sư đồ nhưng hắn luôn cảm thấy giữa hai người có chút gượng gạo không giống như ba đứa nhỏ ở Thanh Vân Phong và Thẩm An tại giao lưu rất tự nhiên. Ngược lại, dường như có chút xa lạ, chẳng lẽ giữa hai người có khúc mắc gì chưa giải quyết được sao? Trong lúc mấy người nhíu mày, Thẩm An tại là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhà nhạc nói một câu tiếp tục tiến lên, mấy người liền đi về phía trước. Tiền bối, ngài và hứa thiên diệp, dường như không giống với ba đứa nhỏ kia nhưng tại sao vậy? Ngọc Phong hỏi trong lúc bay. Ba đứa nhỏ kia thẩm an tại nhất thời ngẩn người cho dù là mộ dung thiên hay tiêu cảnh tuyết hay thiên nhạc đều để lại trong lòng hắn một dấu ấn không thể phai mờ tâm hồn trong sáng của người trước sự dịu dàng của người sau đối với sư phụ bao gồm cả sự ngang ngược sát khí ngút trời của thiên nhạc bất kể là ai đối với sư phụ là hắn đều là đặc sự tôn trọng trong lòng tương tự như vậy hắn cũng đặt ba đứa nhỏ này trong lòng thậm chí còn coi trọng hơn cả mạng sống của mình bây giờ nếu thật sự hỏi hắn tại sao lại nghiêm túc là một người sư phụ như vậy hắn cũng không nói nên lời nhất thời bốc đồng nhất thời ham hư vinh hay là nhất thời tự phụ ham hưởng lạc tuổi già đều không phải hắn chỉ cảm thấy đôi khi hắn đã không hoàn thành trách nhiệm của một người sư phụ vẫn luôn tự trách mình cần nghiêm túc hơn một chút làm tốt vai trò một người sư phụ chỉ vì hai chữ sư phụ này mang gánh nặng thật sự quá lớn hạt linh mộc còn bao lâu nữa mới mở ra trong lúc du hành thẩm an tại hỏi một câu như vậy chuyện này liên quan đến mộ dung thiên càng sớm tìm được tên nhóc đó thì càng tốt hứa thiên dịp lắc đầu nếu không tưới máu thì nhiều nhất là trăm năm nhiều nhất là trăm năm thẩm an tại vừa nghe ánh mắt lập tức nghiêm lại đừng nói là trăm năm ngay cả mười năm hắn cũng cảm thấy rất lâu rất lâu trong khoảng thời gian này có thể xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào vì vậy càng sớm tìm thấy mộ dung thiên càng tốt máu ánh mắt thẩm an tại lóe lên đã cần máu vậy thì chuyến đi sát hải này thẩm mổ hắn e rằng phải dết chóc một trận lớn bay suốt dọc đường cuối cùng cũng không gặp phải trắc trở gì nữa sau khi đi thêm mấy tháng nữa một nhóm người cuối cùng cũng đến được rìa sát hải lúc này đã có không ít người tụ tập lần lượt có người tiến vào bên trong những cường giả hoàn cảnh bên ngoài ít nhất cũng phải có trăm người trận thế lớn như vậy khiến thẩm an tại không khỏi lè lưỡi những năm trước cũng không nghe nói có nhiều người đến sát hải như vậy Năm nay là sao? Hồng Đào nhíu mày, có chút nghi hoặc. Có lẽ là tin tức về cực đạo chi khí đã truyền ra ngoài nên rất nhiều người đã kéo đến. Ánh mắt Ngọc Phong lóe lên, nhìn về phía đám người không xa. Bên kia, Kim Nguyên đang nhìn bọn họ với ánh mắt u ám, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, bên cạnh là người của Ngân lang tộc và Vũ Gia, cùng với Hống tộc. Vệ thiên, Ngân Miệt đã biến mất không thấy đâu, có lẽ đã dẫn người vào sát hải rồi ánh mắt thẩm an tại không dừng lại nhiều ở bọn họ mà nhìn sang một bên khác nơi đó một lão giả đang khoanh chân ngồi trong hư không không có ai dám đến gần ý đau ẩn ẩn phát ra từ người hắn khiến hư không gần như dừng lại mạnh mẽ mạnh mẽ hơn xa hoàn cảnh ánh mắt thẩm an tại hơi ngưng lại thân phận của người này hắn nghĩ mình hẳn là đã rõ vô lượng đau tôn cường giả cảnh giới cực cảnh còn ở bên trái không xa còn có bốn lão giả cũng rất nổi bật khí tức cũng không thể coi thường. Đó là bốn đao cùng của thế hệ trước của cùng đao môn, đều là hoàn cảnh cửu phẩm, bốn đao cùng luyện đao cùng nhau từ nhỏ, thế liên hợp cực kỳ mạnh mẽ, bốn người bọn họ nếu ở cùng nhau, thậm chí có thể bất bại dưới tay cảnh giới cực cảnh nhất phẩm. Ngọc Phong nhỏ giọng giới thiệu. Thẩm An tại khẽ gật đầu, cảm thấy có chút khó khăn. Nếu có thể lặng lẽ lấy đi cực đạo chi khí thì tự nhiên là tốt nhất, nếu không thì e rằng ngay cả khi đã ra khỏi sát hải, cũng không nhất định có thể mang theo cực đạo chi khí đi thôi chúng ta cũng vào ánh mắt thẩm an tại dừng lại ở phía trước đó là một vùng biển mênh mông màu đỏ máu trôi vô số sương máu trông giống như tu la luyện ngục sát khí ngút trời ngay cả khi chưa từng bước vào trong hắn cũng mơ hồ cảm thấy trong lòng mình dường như có sát khí xuất hiện chờ đã nhìn ba người đi về phía trước ngọc phong do dự rồi vẫn mở miệng gọi một câu sao vậy ba người nhíu mày quay đầu lại ngọc phong muốn nói lại thôi có chút ngượng ngùng lắp bắp nhìn hồng đào ngươi đã muốn đi cùng bọn họ thì nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ phải nghe lời tiền bối đừng gây ra họa cho tiền bối tránh để tiền bối phải bảo vệ ngươi mặc dù hắn nói lời này với hồng đào nhưng sắc mặt thẩm an tại lại kỳ lạ sao nghe thế này lại giống như tên nhóc này không tiện mở miệng bảo mình chăm sóc hồng đào nên cố ý nói như vậy để nhắc nhở mình vậy xì bọn họ á, ai bảo vệ ai còn chưa biết, hồng đào biểu môi, mở miệng rất kiêu ngạo, không để lời này vào lòng. Nàng không cho rằng mình cần tên nham lý gì đó này bảo vệ. Cũng không biết tên nham lý này có gì lợi hại, có thể khiến Ngọc Phong gọi một tiếng tiền bối, kính trọng như vậy. Đi, thẩm an tại khẽ mở miệng, ba người hóa thành lùng sáng, lao về phía biển máu. Ngọc Phong, không ngờ ngươi lại còn liên quan đến người của thiên ma tộc, ngươi không biết chính tà khác biệt sao, lúc này Kim Nguyên mới cười lạnh mở miệng. Ngọc Phong liếc hắn một cái, nhà nhạt đáp lại. Ngươi cũng vậy, ngươi không phải cũng liên quan đến người của yêu tộc sao? Người trước hừ lạnh, không nói thêm gì. Sau chuyện thần thức sơn, hắn tình cờ gặp nhóm người phệ thiên và ngân miệt, lập tức quyết định hợp tác với bọn họ. Nhưng tiền đề là, nhất định không thể để Ngọc Phong lấy được cực đạo chi khí. Còn tại sao không hợp tác với cuồng đao môn, vô lượng đao tôn hoàn toàn là vì mặc dù thế lực bọn họ ở đao vực không nhỏ nhưng không đủ để sánh ngang với linh tộc không sợ linh tộc e rằng ở đây chỉ có yêu tộc bên kia bên trong sát hải vừa bước vào vùng biển mênh mông đầy mùi máu tanh này thẩm an tại không khỏi nhíu mày hứa thiên diệp cũng vậy chỉ có hồng đào dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sát khí vô biên này sắc mặt vẫn như thường liếc nhìn nàng đang nhìn xung quanh thẩm an tại thầm lắc đầu nơi này đối với những người tu ma đạo tà tu mà nói thì lại cực kỳ có lợi thậm chí bọn họ còn có thể lợi dụng sát khí này để tu luyện ngược lại những người chính đạo còn phải phân tâm chống lại sát khí xâm nhập cơ thể tránh cho công pháp của mình xảy ra vấn đề bây giờ chúng ta đi đâu ngươi biết vị trí của sát đàn đó của ngươi không thẩm an tại quay đầu hỏi hồng đào đã có chuẩn bị thì hẳn là phải biết phương hướng không biết hồng đào lắc đầu Thẩm An tại giật giật khóe miệng, ngươi thật sự không chuẩn bị gì cả, không sợ không tìm được chỗ đó sao, không sợ, vận khí tiểu thư luôn tốt, chắc chắn sẽ tìm được. Hồng Đào lại không để ý chút nào, vỗ ngực, mở miệng rất kiêu ngạo. Vậy thì trước tiên vẫn nên đi tìm nơi diệu âm công tử ngã xuống, hy vọng có thể thuận đường biết được tin tức về sát đàn của ngươi. Thẩm An tại cũng lắc đầu, không hỏi nàng thêm nữa, mà lấy ra cuộn gia thú. Xác định phương hướng, ba người phi nhanh một mạch không lâu sau phía trước xuất hiện một hòn đảo ẩn hiện mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm hòn đảo rung chuyển thỉnh thoảng có đao quang lóe lên thỉnh thoảng lại có kiếm khí xông lên trời chính là có người đang giao chiến bên trong xét về khí tức hẳn là có bốn người đều là thánh cảnh cửu phẩm hơn nữa hẳn là ba người vây công một người người bị vây công đã sắp không chống đỡ nổi nhìn từ xa là ba nam tử vây công một nữ tử nữ tử chống đỡ khó khăn toàn thân đầy thương tích thậm chí quần áo cũng bị đao quang xé rách không ít da thịt lộ ra một mảng lớn đi thôi trước tiên tìm nơi dịu âm công tử ngã xuống thẩm an tại liếc nhìn bên đó không định đi qua vẫn nên ít tham gia vào chuyện náo nhiệt nhưng lời hắn vừa dứt một luồng ánh sáng đỏ đã bay qua trước ba người các ngươi liên thủ vây công một nữ tử thì có bản lĩnh gì có gan thì đến đánh với tiểu thư này tiếng quát tháo vang lên hồng đào đã xông vào đảo Thẩm An tại vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Hứa Thiên Diệp, lắc đầu ra hiệu đừng vội, hai người ẩn núp trong bóng tối, đứng ngoài quan sát. Nhưng hắn lại có chút kinh ngạc, không ngờ Hồng Đào lại có thể chính nghĩa như vậy, đây không phải là chuyện mà người xuất thân từ ma đạo có thể làm được. Hồng Đào chắn trước người nữ tử, lập tức quất roi dài, chặn đứng đao quan liên miên của ba nam tử. Ngươi là ai, khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện không đâu, ba nam tử, người đứng đầu là một tráng hán, ánh mắt lạnh lùng, nhìn kỹ thiếu nữ có thân hình nóng bỏng trước mặt, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Hắc, nàng này không tệ, còn đỉnh hơn cả người đằng sau, chật chật bên cạnh, một nam tử gầy gò lên tiếng, mắt sáng quắc, ánh mắt không ngừng đảo quanh người hồng đào. Cô nương, cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ nhưng hai người này là võ giả của cuồng đao môn, đao pháp hợp kích mạnh mẽ khó lường, ngươi vẫn nên mau chóng rời đi, phía sau, nữ tử áo xanh khóe miệng rỉ máu tiến lên nói, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Rời đi cái gì, Mặc kệ hắn là cùng Đao môn hay cùng Cẩu môn, ba đại trưởng phu ức hiếp một nữ tử yếu đuối, tiểu thư này nhìn không nổi, nhất định phải quản, còn nữa, nếu ngươi rơi vào tay bọn họ, ngươi không biết hậu quả sẽ thế nào sao? Theo tiếng Hồng Đào dứt xuống, nữ tử áo xanh kia nghẹn lời, ánh mắt do dự, cuối cùng nghiến răng. Được, vậy ngươi phải cẩn thận, hừ, chỉ ba tên xấu xí này, tiểu thư ta còn chưa để vào mắt, mau mau đến chịu chết đi. Hồng Đào hừ một tiếng, cầm roi dài xông ra, sát khí như lửa thiêu đốt hư không lạnh lẽo khác thường. Trùng lãng thiên kình, ba người nhìn nhau, đứng thành hình thang, mỗi người cầm đao dài chém xuống. Sóng biển ngập trời, đao ý xông lên trời từng lớp. Ba người đang xen trong sóng biển vung đao, khí tức mạnh mẽ tăng cao từng bậc. Đây chính là thần thông hợp kích sao, trong bóng tối, ánh mắt thẩm an tại lóe lên, xoa xoa cầm. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thần thông này đúng là có chút giống trận pháp nhưng lại không có phù văn, mà chủ yếu là chồng chất thế của ba người. Cái gọi là ba người thành chúng, thần thông hợp tiếp như vậy, số người càng nhiều, tự nhiên uy lực cũng càng mạnh. Nhưng khó khăn ở chỗ, người thi triển thần thông cần phải có ý chí tương hợp, ít nhất phải luyện đao cùng nhau trong thời gian dài. Hừ, trò mèo, hồng đào lại tỏ vẻ kinh thường, thậm chí còn không định dùng ác chủ bài mà gia gia đưa cho. Mặc dù thần thông hợp kích của ba người đã mơ hồ vượt ra khỏi thánh cảnh nhưng rốt cuộc vẫn chưa đạt đến hoàn cảnh. Phá, nàng một tay cầm roi, một tay ngưng kiếm chỉ, sát khí trên roi lập tức biến thành ngọn lửa hùng hùng nhưng lại có màu đen đỏ, tràn đầy ý nghĩa hủy diệt. Ầm, um, roi dài va chạm với đao ý sóng biển, phát ra tiếng nổ chói tai, sương nước cuồn cuộn ngập trời, đao khí, hỏa quang bốn phía. Sóng dư tản ra, núi đá cây cối đều bị nghiền nát trong nháy mắt thế của ba người dưới ngọn lửa lập tức sụp đổ, đồng thời phun ra một mụn máu lớn, nhìn ngọn lửa đen ngòm mênh mông, cảm nhận được ý nghĩa hủy diệt tỏa ra từ bên trong, đồng tử co rút mạnh. Thần sát hỏa, ngọn lửa này, đứng thứ 9 trên bảng kỳ hỏa, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận, cực kỳ khó tìm. Người rốt cuộc là thân phận gì, mà lại có thể sở hữu thần sát hỏa, ba người kinh hãi toàn lực thúc đẩy lá trắng để chống lại sự xâm lược của thần sát hỏa. Tiểu thư ta là thân phận gì, liên quan gì đến các ngươi hồng đào tỏ vẻ khinh thường roi dài vung lên hóa thành một bộ xương lửa khổng lồ giơ nắm đấm lên rồi đập mạnh xuống ầm lại một tiếng nổ lớn mặt đất sụp xuống ba người chảy máu mũi khí tức trong cơ thể vô cùng hỗn loạn cô nương tha mạng chúng ta biết sai rồi dưới sự đe dọa của sinh tử ba người cuối cùng cũng kinh hãi mở miệng ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt đi Hồng Đào quả nhiên là người của ma đạo, sự quả quyết giết chóc không hề thiếu. Nếu đổi lại là một số người lương thiện và không hiểu thế sự, có lẽ đã thực sự dừng tay. Bộ xương lửa khổng lồ lại một lần nữa dơ nắm đấm đập xuống, hỏa qua ngập trời. Chờ đã, ngay lúc này, giọng nói của nữ tử đột nhiên vang lên. Hồng Đào quay đầu lại, nữ tử áo xanh nhíu mày tiến lên, nghiến răng nói. Vị cô nương này, bọn họ đã bị thương nặng, không biết có thể, để ta đích thân ra tay kết liễu bọn họ không, ngươi? Hồng Đào hơi nhíu mày, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Đúng vậy, ba người này truy sát ta hơn ba ngày, ta hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ, uống máu của bọn họ. Nữ tự áo xanh nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như muốn lột da rút xương ba người trước mặt. Vậy thì ngươi cẩn thận một chút. Hồng Đào gật đầu, vất tay ngăn cản hành động của bộ xương lửa. Cảm ơn, nữ tử áo xanh vô cùng cảm động, rút kiếm dài, từng bước tiến lại gần. Thú vị! Trong bóng tối, thẩm an tại hiếp mắt, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Sư phụ hứa thiên diệp muốn nói gì đó nhưng thẩm an tại giơ tay ngắt lời, ra hiệu mình đã biết. Ngươi, tha cho chúng ta một mạng, ngươi muốn gì chúng ta đều cho ngươi, ba người quỳ trên mặt đất, vừa nói vừa phun máu, trông có vẻ vô cùng hoảng sợ. Ta muốn mạng của các ngươi, chết đi, ánh mắt nữ tự áo xanh lạnh lùng, sát ý toàn thân tăng vọt, ngay khi nàng đi ngang qua hồng đào, nàng giơ kiếm dài lên, lực pháp tắc dân trào. Phúc, ánh kiếm đột nhiên đảo ngược, nhanh như chớp. Hồng đào ngây người, trơ mắt nhìn ánh kiếm đâm vào đan điền của mình nhưng căn bản không kịp phản ứng. Ba người kia thấy cảnh này, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Giàu rồi, giàu rồi, sở hữu thần sát hỏa, nữ tử này chắc chắn không đơn giản, hơn nữa dung mạo lại xuất chúng như vậy, chỉ cần phế bỏ tu vi của nàng, đến lúc đó chẳng phải là trong mắt ba người đã lóe lên ánh sáng xanh, vô cùng phấn khích. Nữ tử áo xanh cũng hiện lên một tia chế giễu trong mắt. Nhưng mà... Đinh, ngay khi thanh kiếm sắp đâm trúng hồng đào thì đột nhiên dừng lại, có hai ngón tay kẹp chặt lấy nó. Thẩm an tại sắc mặt bình thản gió nhẹ thổi bay mái tóc bạc, hắn búng tay một cái. Ken, tiếng giòn tan vang lên, thân kiếm nhanh chóng xuất hiện những vết nứt dày đặc, sau đó vỡ tan thành vô số mảnh, gió lớn cuốn theo, trực tiếp hất nữ tự áo xanh đang lộ vẻ kinh hải bay ra ngoài. Trong chính đạo, cũng không có người thấy chuyện bất bình mà rút đao tương trợ như vậy, muốn cứu người trước tiên phải đảm bảo mình không gặp nguy hiểm, nếu không thì chính là tự tìm cái chết. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, thẩm an tại khoanh tay sau lưng, thản nhiên như không. Lúc này, hồng đào mới phản ứng lại, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, sắc mặt giận dữ suýt chút nữa thì bị hố rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha